Muối Men xin kính chào quý ông bà anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày qua giáo hội chúng ta đang phải đón nhận những tin không vui vì rất nhiều quý sơ của các hội dòng bị nhiễm virus Covid-19. Hôm nay giáo hội Việt Nam lại nhận một tin buồn khi nữ tu trẻ tuổi mới chỉ 32 tuổi của hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt Maria Trần Ngọc Thảo Linh qua đời vì Covid-19. Thật là đau xót phải không quý cộng đoàn? Giờ đây, con xin kính mời cộng đoàn nghe cáo phó của hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt. Đức Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Cáo phó, trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt kính báo nữ tu Maria Trần Ngọc Thảo Linh, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1989 tại Đồng Nai, khấn lần đầu ngày 22 tháng 6 năm 2015, đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2021, hưởng dương 32 tuổi, khấn dòng 7 năm. Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên, quý tu sĩ, quý thân nhân hiệp thông với gia đình hội dòng chúng con thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng thánh nhan Chúa. Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ. Kính báo, thay mặt hội dòng, nữ tu Maria Đoàn Thị Thu Nga, tổng phụ trách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị đăng ký kênh Muối Men Media, like, chia sẻ và bình luận góp ý của quý vị. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Xin kính chúc quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin hẹn quý vị vào những video tiếp theo.